bằng rồi. Ủa nè. Chuẩn đi rồi đâu ra? Nháy. Ôi giời. Xoa đầu đi. Nước vào má mà. Ôi. Bên trong má nha, trong bên rộng đi. Ôi ừ, chưa mấy ai là làm đây đang ngất cái dép này. Run lên. Run. Nó vào. Đây đây có một tí thôi mà nó qua cái này thôi mà. Rồi, vào động. Mình tưởng bên kia bật điện sáng rồi bắt đầu. Thế ai bảo cú này? Cái đời vừa mình đi qua đấy, có một đoạn còn lại đấy. Cái bấn cố là nghịch nữa. Cái kia có cái xe kìa. Động to nhỉ? Ví sao nữa? Lấy sụp cả cái này luôn đi. Người luôn em nhỉ? Winter. Này đi đâu nữa nhỉ? Tôi nhỉ? Di tích lịch sử. Hàng múp. Múp. Muối. Hàng múp. Đi vào đây đi à. Bên đằng kia có gì không nữa không cô? Hết rồi, thế cô quay đầu đi. Đấy, đi hết đi. Thế vòng ấy. Kệ, chúng ta phải đi tiếp. Đâu? Hai lá cờ. Hai lá cờ trước. Ô cú nhìn cái lá cờ xa kia chưa? Mấy cái, mấy cái lá cờ? Ba. Ô đồ hoa lư này. Ba không? Ba không? Thật. Thật luôn. Cháu nói thật luôn. Cháu hỏi nhá, có một lá cờ đây đúng không? Thêm một lá cờ bên này, thêm một lá cờ đây. Ba lá cờ. Hai lá. Bỏ qua cái động rồi đấy. Ba lá đúng không? Ba lá. Người ta bơi đằng kia mà cô ơi. Cháu người ta bơi đằng kia là bơi đâu ấy? Thế? Mọi người thích đi ra thích quay về. Tùy mọi người thôi, tại vì lên kia có gì đâu. Thì lên đến cây cầu kia là lại quay lại. Ừ. Chả có gì ra lắng. Có gì ra lắng, khổ. Thôi quay về hết rồi. Thôi quay thôi. Em tưởng là đi mấy hang động. Hang động đâu, mỗi hang là thế hả? Ừ, hang kỳ cùng, hang kỳ cọ nó mà đâu rồi. Kỳ cùng, kỳ cọ. Luôn lách à? Có. Sao dùng có nhiều hang lắm hả cô? Chàng ăn một mới có. Trình Thái, ui giời ạ. Gì quá. Chán quá. Nhìn anh ấy. Đây là ngay ngon. Chuyến hành trình đang ngay. Tự nhiên kết thúc giữa trường. Không ăn. Anh ăn, anh ăn. Ta rút xem bối trong cái này không? Xem bối cuối trường. Mối này chắc không có dê rồi. Không có dê. Quay cao lên, nhìn núi như này, quay toát nước. Ai hết rồi. Nhìn sao nó hết. Đấy nhìn đầy rồi. Đấy nhìn rồi. Cao lên con xe rồi. Ôi giời, đẹp lắm nè vừa. Kinh rồi. Nào cầm máy làm kéo đấy. Vào trong hang nhanh lên. Ý, đẹp chưa? Đẹp cái gì cả. Nhăn lắm em không nhăn. Nhăn lắm. Vào trong hang. Chỉnh nhăn vì gì? Giờ máy điện thoại này thông minh. Ủa, ai mà bỏ nhăn vậy ạ?